Chúc Trà Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em lên 5 cái cặp mai lá ngọc cành vàng gốc nhớt nha cả nhà. Nhưng mà uống rễ rất là đẹp luôn. Và đây là cặp số 1 nha. Đây cái bộ rễ của cặp số 1 đây. Thì do tri ân khách hàng trong thời gian qua thì cặp này em chỉ bán với giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi đây, đây là cặp số 1 lá ngọc cành vàng nha cả nhà. Và tiếp theo là cặp số 2. Đây cặp số 2 thì có một cây là trái bí và một cây là gốc bứng mini nha. Đó, cái cặp này thì em cũng bán đồng giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây là cặp số 2. Và tiếp tục là cặp số 3. Đây số 3 là có một trái bí và một gốc bứng mini nha cả nhà. Đây cặp số 3 này thì em cũng bán với giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây. Rồi rồi tiếp tục là cặp số 4. Đây cặp số 4 thì nó có cái hình con rắn nha cả nhà, với lại một cái gốc mini nha. Rồi đây, đây cặp này em cũng bán với giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha, 300 ngàn. Rồi tiếp tục là cặp số 5. Đây cặp số 5 thì nó có cái bộ rễ là trái bí, là bí nhỏ ha, và một cái gốc bứng rất là dễ thương luôn. Đây rồi cặp này em cũng bán với giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là mai lá ngọc cành vàng, ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chết Trà Bông nha.